Lời đầu tiên kênh Bất Động Sản Tùng Loan gửi lời chào đến tất cả quý cô chú và anh chị. Hôm nay chúng em giới thiệu một căn nhà phố gần đường lớn Quỳnh Tấn Phát luôn nha. Đường rất là dễ đi, khu vực ở là khu dân cư hiện hữu, cao ráo, không ngập nước. Hàng xóm xung quanh thân thiện luôn. Em thấy vị trí căn nhà này rất cực kỳ ok và thoáng luôn nha. Vị trí rất là nhiều tiện ích luôn, như là chợ nè, mua bán đầy đủ gần nhà của chúng ta luôn ạ. Diện tích là ngang 3,5m, dài 8m, hướng đông bắc, một trệt, 2 lầu, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh nha. Bên ngoài có một lớp cửa kiên cố, tiếp đến là khoảng không gian phòng khách rộng thoáng, rất là sáng sủa luôn nha. Tổng chủ đạo của căn nhà gia chủ đi đường màu trắng nè, kèm theo đó là những điểm trang trí cực kỳ dễ thương và sang trọng bắt mắt luôn. Nhà này thích hợp cho gia đình chúng ta ở, đông thành viên đều được, bị căn nhà này đến 3 phòng ngủ lận, cực kỳ nhiều phòng ngủ và thông thoáng luôn. Và giá chỉ dưới 2 tỷ là chúng ta có thể sở hữu ngay một căn nhà sổ hồng riêng, đồng sở hữu mỗi nhà mỗi sổ, mua bán ký trực tiếp tại văn phòng công chứng nhà nước nha. Cho nên là sản phẩm này cũng rất là hiếm luôn ạ. Không gian bếp rộng thoáng, gia chủ thiết kế những cái góc trang trí rất là phù hợp với căn nhà ha. Tủ kệ, tủ bếp bằng gỗ luôn nè, 2 tầng được gia chủ đóng sẵn gửi tặng cho chúng ta luôn. Nhà vệ sinh được đặt riêng biệt ở bên hông ha, rất là sạch sẽ và thoáng luôn ạ. Hiện tại chỉ có một căn duy nhất gần đường lớn Quỳnh Tấn Phát luôn ạ. Đường rất là dễ đi luôn, mua bán gần nhà chợ nhỏ rất là đầy đủ luôn. Phòng khách sang trọng sáng sủa, di chuyển lên lầu 1 chúng ta tham quan phòng ngủ ở bên trên nè. Gia chủ cũng cho vào một cái giường ngủ nè, một cái bộ bàn ghế trang điểm ha. Căn phòng ngủ cũng rất là gọn gàng và dễ thương luôn, có cửa sổ đầy đủ, rất là thông thoáng. Lầu 1 được chúng ta được chia ra làm 2 phòng ngủ nha. Pháp lý là sổ hồng riêng, đồng sở hữu mỗi nhà mỗi sổ. Hỗ trợ quý khách hàng xem nhà 0931822932 nha. Giá chỉ có 1,950,000,000 là chúng ta có thể sở hữu ngay một căn nhà 2 tầng lầu, 3 phòng ngủ rộng, có sân thượng phía trước nữa. Và đây là cái phòng ngủ thứ 2 ở lầu 1, có cửa sổ rất là thông thoáng luôn ạ. Di chuyển lên lầu 2, chúng ta tham quan ở không gian bên trên nè. Lầu 2 thì có một cái nhà vệ sinh được đặt riêng biệt ở phía trước. Đây là cái khoảng sân thượng phía trước nè. Gia chủ cũng đóng sẵn cho chúng ta khung rào bảo vệ luôn ha. Rất là kiên cố luôn, hoặc góc này chúng ta có thể trồng cây, hoặc là tùy theo công năng sử dụng của quý gia chủ. Giá 1,950,000, có bớt cho khách hàng thiện chí luôn ạ. Và đây là cái căn phòng ngủ thứ 3 ở lầu 2 ha. Mỗi phòng đều có cửa sổ rất là thông thoáng luôn qua quý cô chú anh chị ơi. Tìm đâu ra một căn nhà 2 tầng lầu giá dưới 2 tỷ, gần đường xe hơi. Vị trí ở là khu dân cư hiện hữu, khu vực là thị trấn Nhà Bè nha. Gần chợ Phú Xuân nè. Tiếp giáp với trung tâm quận 7 Phú Mỹ Hưng luôn ạ. Giá 1,950,000. Và em Loan xin nhắc lại liên hệ số điện thoại em Loan đó là 0931822932 để được hỗ trợ đi xem nhà hoàn toàn miễn phí 100%. Pháp lý là sổ hồng riêng, đồng sở hữu, mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha. Giá 1,950,000, thương lượng trực tiếp chính chủ. Lời cuối thì cho kênh Bất Động Sản Tùng Loan gửi lời chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị rất là nhiều. Và không quên cho em Loan xin một cái like và một cái đăng ký kênh ở bên dưới. Xin hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn và gửi lời chào tạm biệt ạ.